Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay là lễ 1 tháng 5 á mọi người, 1 năm ngày quốc tế lao động á. Thì đây là chú Cường, là chú của mình. Thì có thể ghé tới nhà chơi thì hai chú cháu có lại đây tâm sự rồi mấy con ốc gạo á mới chế biến xong luôn. Thì nhưng mà ngày hôm nay á mình có một cái tin rất quan trọng mình muốn thông báo với tất cả mọi người, là chắc có lẽ là từ giờ phút này trở đi thì mình sẽ không có up những cái video lên cái kênh Lê Triều Vũ nữa nha mọi người. Bởi vì là thời gian vừa rồi cái kênh Lê Triều Vũ á bị một số sự cố vấn đề về bản quyền, cho nên nó đang gặp rắc rối. Thì mình có lập một cái kênh mới là LTV Vlog, là cái đường link của cái kênh là mình đang để ở dưới phần mô tả. Mọi người nhớ nhấn vào cái phần mô tả rồi mọi người yêu mến mình đăng ký bật chung cái kênh LTV Vlog cho mình nha. Thì mình cũng xin được cảm ơn và với tất cả mọi người, cảm ơn mọi người và cũng xin lỗi với tất cả mọi người, bởi vì mình sẽ không thể đăng video tiếp tục lên cái kênh Lê Triều Vũ nữa. Nhưng mà sắp tới mình sẽ đăng rất là nhiều video vlog joy này nọ thì sẽ lên cái kênh LTV Vlog. Mình rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho mình nha. Cái đường link kênh mình sẽ để ở dưới phần mô tả, mọi người nhớ nhấp vào và đăng ký bật chuông, like, share giùm mình nha. Rồi chúc mọi người một ngày lễ vui vẻ cùng bên gia đình nha. Mời mình chào tất cả mọi người, mình xin thông báo vậy, chào tất cả mọi người nha.